Rồi thấy mấy cô trong nhà bếp đang bỏ vô hộp nè. Có cô vừa bỏ vô hộp, có cô vừa bỏ vô trong người của mình. Giờ trong hộp và trong người cũng như nhau vậy thôi. Vừa bỏ vô hộp, vừa bỏ vô người. Ngoài trời vẫn mưa, nhưng mà bỏ xong hộp cái là trời hết mưa nha Phật tử ha. Rồi rồi, rồi rồi, rồi rồi.